Mỹ nóng ruột vì Tổng thống Nga Putin vội vã vượt mặt phương Tây đến thăm Việt Nam. Các bạn thân mến, vào chiều tối ngày 17 tháng 6 năm 2024, Bộ Ngoại giao Việt Nam ra thông cáo xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm cấp nhà nước Việt Nam trong 2 ngày, 19 và 20 tháng 6 năm 2024. Gần như cùng lúc, Điện Kremlin và các hãng thông tấn khác của Nga cũng đăng tin về chuyến công du. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, chuyến thăm của Tổng thống Putin diễn ra theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Trước khi chuyến thăm diễn ra, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đón Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Badeko. Ngay sau khi tin tức trên được lan truyền trên các trang tin trong và ngoài nước, Việt Nam nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của chiến trường thế giới. Bên cạnh các chương trình nghị sự đáng quan tâm, người ta còn tò mò về thái độ của Mỹ khi ông Putin đến Việt Nam sẽ ra sao. Liệu rằng Mỹ sẽ im lặng theo dõi hay quay xe công kích Việt Nam? Để giải mã điều này, một trang tin quốc tế có uy tín đã đăng tải một bài viết đáng chú ý liên quan đến vấn đề này. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết ngay sau đây để bạn có thể tìm hiểu. Tuy nhiên, trước khi đi vào nội dung chính, xin hãy nhấn nút like, share, subscribe và bấm vào biểu tượng chuông để ủng hộ kênh của chúng tôi. Đây là động lực quan trọng giúp chúng tôi sản xuất thêm nhiều video hấp dẫn, phục vụ khán giả gần xa. Vâng, như đã nói ở trên, từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 6 năm 2024, Tổng thống Nga Putin sẽ đến thăm Việt Nam. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước thứ hai của Tổng thống Nga đến Việt Nam, nhưng là lần thứ năm ông đặt chân đến đây với tư cách nguyên thủ quốc gia. Tổng thống Putin đã đến Việt Nam 4 lần, trong đó có 3 lần là chuyến thăm chính thức vào các năm 2011, 2016 và 2013, và lần thứ tư là vào năm 2017, khi ông đến Đà Nẵng để tham dự hội nghị APEC do Việt Nam làm chủ nhà. Chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông Putin vào tháng 11 năm 2013, gần một năm sau khi ông đắc cử Tổng thống Nga. Chuyến thăm cấp nhà nước lần này cũng diễn ra ngay trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới của Tổng thống Putin, cho thấy sự quan trọng của ông đối với mối quan hệ Việt-Nga. Ngược lại, Việt Nam cũng đã gấp rút chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo để đón tiếp nhà lãnh đạo nước Nga. Tất cả các nghi thức ngoại giao trọng thể đã được chuẩn bị sẵn sàng cho hai ngày trọng đại sắp tới đây. Nó cũng cho thấy được Việt Nam rất mong chờ chuyến viếng thăm của Tổng thống Nga Putin, đồng thời cho thấy được tình cảm đặc biệt mà đất nước hình chữ S luôn dành cho nhà lãnh đạo vĩ đại của nước bạn lâu năm. Dự kiến là trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, Tổng thống Putin sẽ dự lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch. Song song đó là tham gia các cuộc hội đàm, hội kiến quan trọng với các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và tham gia một số hoạt động khác. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Nga kỷ niệm 30 năm ngày ký hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của mối quan hệ hữu nghị giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga. Trước đó, hôm 17 tháng 6, lãnh đạo hai nước đã trao đổi thư mừng nhân dịp này. Trong đó, lãnh đạo hai bên khẳng định hiệp ước là văn kiện lịch sử có ý nghĩa lớn và cũng là biểu tượng khởi đầu cho một giai đoạn mới trong sự phát triển hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Suốt 30 năm qua, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã không ngừng nỗ lực vun đắp cho tình hữu nghị bền chặt, củng cố và thúc đẩy hợp tác song phương một cách toàn diện trên các lĩnh vực. Điều này đã mang lại lợi ích lớn cho nhân dân hai nước và đóng góp không nhỏ cho sự hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực, cũng như trên toàn cầu. Theo đó, lãnh đạo hai bên bày tỏ sự tin tưởng rằng, sau dịp kỷ niệm 30 năm ngày ký kết hiệp ước, một giai đoạn phát triển mới có mức độ tin cậy, thực chất và hiệu quả hơn giữa hai nước Việt Nam và Nga sẽ được mở ra. Đứng trước mối quan hệ thân thiết ấy, hầu hết mọi ánh nhìn lúc này đều đổ dồn về phía Mỹ. Bởi vì ai cũng biết thời gian qua, Mỹ xem Nga như là kẻ thù không đội trời chung khi cuộc chiến tranh tại Ukraine nổ ra. Thậm chí, Mỹ còn ủng hộ Tòa án Hình sự Quốc tế ICC ban hành lệnh truy nã để bắt bằng được Tổng thống Nga Putin. Ê vậy mà, Việt Nam, một người bạn thân thiết và cũng là đối tác chiến lược toàn diện của Mỹ, lại ngang nhiên đón tiếp Tổng thống Nga Putin như chẳng có gì xảy ra. Vậy nên mới đây, một trang tin quốc tế đã cho đăng tải một bài viết với câu hỏi lắt léo rằng liệu Mỹ có lên tiếng chỉ trích không khi Việt Nam sắp tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin? Với nội dung ứng mở như sau, từ tháng 10 năm 2023 đến nay, đất nước hình chữ S đã hai lần gửi lời mời thăm Việt Nam đến ông Putin. Hồi tháng 10 năm 2023, ông Putin cũng nhận lời sớm đến thăm Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước khi đó là ông Võ Văn Thưởng
trong khuôn khổ cuộc gặp bên lề hội nghị kỷ niệm 10 năm sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc diễn ra tại Bắc Kinh ngày 17 tháng 10 năm 2023. Lúc bấy giờ, phản hồi từ phía Điện Kremlin là Tổng thống Putin đã vui vẻ nhận lời và mời Chủ tịch nước Việt Nam thăm nhà vào thời gian thích hợp. Đến hôm 26 tháng 3 năm 2024, trong cuộc điện đàm chúc mừng ông Putin tái đắc cử, ông Nguyễn Phú Trọng đã lần nữa gửi lời mời ông Putin đến thăm Việt Nam. Vậy nên, khi chuyến đi của ông David O'Sullivan, đặc phái viên chuyên về các lệnh trừng phạt của EU đến Việt Nam vào ngày 13-14 tháng 5 năm 2024, bị hoãn lại với lý do các nhà lãnh đạo Việt Nam quá bận để gặp ông, đã có thông tin lan truyền rằng sự trì hoãn này có thể liên quan đến chuyện Việt Nam đang chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Putin. Tuy nhiên, những xáo trộn nhân sự trong thượng tầng chính trị của Việt Nam khi đó, bao gồm cả việc Bộ Tứ Chủ tịch đang thiếu đi mất hai ghế Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội, dường như đã khiến ông Putin chưa thể đến Việt Nam hồi giữa tháng 5. Nhưng khi những xáo trộn này qua đi, ngày giờ Tổng thống Nga đến thăm Việt Nam đã được ấn định vào tháng 6 này. Trước thông tin đó, người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội đã trả lời trang tin Reuters rằng không có một quốc gia nào nên cho Putin một nền tảng để thúc đẩy cuộc chiến tranh xâm lược của ông ta. Và nếu có nước nào làm như thế, nghĩa là họ cho phép ông ta bình thường hóa những tội ác của mình. Và nếu ông ta có thể đi lại tự do, nó sẽ bình thường hóa những vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế của Putin. Cho đến nay, Bộ Ngoại giao Việt Nam vẫn chưa phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters. Có thể thấy trong lời phát biểu của người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, Việt Nam không bị đeo tên một cách trực tiếp. Nếu như ai dễ tính thì sẽ cho rằng là đại diện cơ quan ngoại giao của Mỹ đang nói lên quan điểm của nước mình, chứ không nhắm đến bất kỳ ai cả. Nhưng nếu là người khó tính thì họ sẽ cho rằng Mỹ dường như đang nói bóng gió Việt Nam. Vì nói như thế thì chẳng khác gì chuyện Việt Nam liên tục gửi lời mời cho Tổng thống Nga và hân hoan đón tiếp ông Putin là đang cổ vũ cho cái ác, cũng như đồng lõa với kẻ đang gây ra cuộc chiến tranh khốc liệt tại Ukraine. Vậy đâu mới là sự thật mà chúng ta đang tìm kiếm? Liệu rằng Mỹ chỉ vô tình động chạm, hay là đang có ý chỉ trích ngầm Việt Nam? Quả thật, chúng ta không thể nào loại trừ được khả năng Mỹ đang hậm hực với đất nước hình chữ S hiện nay. Vì nếu đặt mình vào vị trí của Mỹ, bạn sẽ thấy vô cùng khó chịu khi chứng kiến chuyện Việt Nam không tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine tại Thụy Sĩ mới đây. Dù được mời hay là chuyện đặc phái viên chuyên về lệnh trừng phạt của EU bị trì hoãn chuyến viếng thăm Việt Nam, trước thông tin Tổng thống Nga có thể sẽ đến thăm vào cùng khoảng thời gian. Bởi nếu đúng là như thế, thì Việt Nam rõ ràng là bên trọng bên khinh. Tuy nhiên, cùng thời điểm ấy, bộ máy chính quyền Việt Nam đang có những xáo trộn dữ dội, nên có thể là Mỹ đang cân nhắc mà chưa đưa ra kết luận quá vội vàng. Nhưng rồi mới đây, khi mà thông tin Tổng thống Nga Putin đến thăm Việt Nam được xác lập, thì có vẻ như Mỹ đang xem lại mối quan hệ giữa đôi bên. Mà dù là như thế, thì Mỹ cũng không có miệng mồm nào để mà công kích Việt Nam một cách công khai cả. Bởi vì Mỹ hiểu rõ một điều giống như là các trang tin quốc tế nói trong bài viết của mình rằng Việt Nam hiện không phải là thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC. Việt Nam không cần phải tuân thủ các luật lệ của ICC, nên ông Putin sẽ không bị chỉ trích hay bị bắt theo lệnh truy nã của tổ chức này nếu công du đến đây. Hơn nữa, Mỹ cũng bị cứng họng trước một Việt Nam làm gì cũng rõ ràng minh bạch. Ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ với Mỹ, Việt Nam đã thẳng thừng tuyên bố rằng nước mình đi theo đường lối đối ngoại trung lập với chính sách quốc phòng 4-0. Việt Nam không tham gia bất kỳ khối liên minh quân sự nào và cũng không theo phe này để chống lại phe kia. Vậy nên việc Việt Nam hào hứng bàn chuyện hợp tác với Mỹ, đồng thời vui vẻ đón tiếp Tổng thống Nga Putin là điều hợp tình hợp lý mà thôi. Trước sự phát triển như vũ bão, Việt Nam đã và đang khiến cho nhiều quốc gia trên thế giới phải kinh ngạc. Riêng các nước có nền kinh tế hàng đầu khu vực ASEAN như Indonesia lại đứng ngồi không yên vì lo sợ rằng Việt Nam sẽ vượt mặt mình trong tương lai gần. Minh chứng là mới đây một trang tin uy tín của Indonesia đã cho đăng tải một bài viết nói về Việt Nam như là dân tộc đáng sợ, có thể vượt mặt nước nhà trong thời gian tới. Tuy nhiên, nó không hề thể hiện sự ghen tị hay là ganh ghét Việt Nam như nhiều trang tin Trung Quốc khác, thay vào đó là sự văn minh rất cao khi tác giả bài viết tỏ thái độ ca ngợi đất nước hình chữ S bằng cách so sánh nước bạn với nước mình một cách rất khách quan. Vậy cụ thể hơn,
nội dung bài viết này đã nói gì về Việt Nam? Tại sao Indonesia lại lo sợ nguy cơ bị Việt Nam vượt mặt đến thế? Tất cả sẽ được giải đáp tường tận trong video số ngày hôm nay. Mời các bạn cùng theo dõi ngay bây giờ và nhấn nút like, share, subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Các bạn thân mến, cách đây không lâu, trang tin CNBC Indonesia.com đã cho đăng tải một bài viết với tiêu đề rất đáng chú ý là Việt Nam được dự đoán là ông vua mới của ASEAN. Rốt cuộc làm gì? Trong bài viết này, trang tin uy tín đã tiến hành so sánh nền kinh tế Việt Nam và Indonesia dựa trên các khía cạnh sau. Về GDP, tổng sản phẩm quốc nội và GDP bình quân đầu người, tốc độ tăng trưởng GDP hay tổng sản phẩm quốc nội của Indonesia và Việt Nam được ghi nhận ở mức 5,05% trong suốt năm 2023. Tuy nhiên, nếu nhìn vào khoảng thời gian từ năm 2014 trở đi, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam luôn cao hơn Indonesia, ngoại trừ năm 2021. Một điều thú vị hơn là khi nền kinh tế thế giới trải qua cơn hoảng loạn vì đại dịch COVID-19 năm 2020, tăng trưởng GDP của Việt Nam vẫn ở mức dương 2,91%. Điều này khác hẳn với Indonesia, quốc gia đã trải qua thời kỳ suy thoái và GDP năm 2020 đã giảm xuống âm 2,07% so với mức 5,02% trước đó và năm 2019. Về GDP bình quân đầu người của Indonesia năm 2014 là 35,3315 đô la, trong khi năm 2022 là 47,839 đô la, tăng trưởng 35,46% trong 8 năm. Còn Việt Nam thì có GDP bình quân đầu người tăng trưởng cao hơn, cụ thể là nước này đạt mức tăng trưởng 49,1% trong giai đoạn đó. Mặc dù xét theo danh nghĩa, GDP bình quân đầu người của Việt Nam thấp hơn Indonesia. Về đóng góp của ngành sản xuất vào GDP đối với Việt Nam, lĩnh vực sản xuất là yếu tố cốt lõi của nền kinh tế đất nước và là động lực tăng trưởng chính. Năm 2022, lĩnh vực này đóng góp 24,8% vào GDP của Việt Nam. Vậy nên, quốc gia có thủ đô là Hà Nội đã đặt mục tiêu thúc đẩy lĩnh vực sản xuất đóng góp 30% vào GDP trong năm 2030, trong đó có 45% đến từ các sản phẩm công nghệ cao. Hiện tại, Việt Nam đã có kế hoạch đạt được mục tiêu này bằng cách tăng mức đóng góp của ngành sản xuất lên 8,5% mỗi năm. Ngược lại thì tỷ trọng ngành sản xuất trong GDP của Indonesia có xu hướng giảm, từ 20,97% trong năm 2015 xuống còn 18,67% trong năm 2023. Về xuất khẩu, giá trị xuất khẩu của Việt Nam năm 2014 thấp hơn Indonesia. Nhưng từ 2015 đến cuối năm 2023, xuất khẩu của Việt Nam luôn cao hơn Indonesia. Trên thực tế, sự khác biệt giữa hai bên ngày càng mở rộng từ năm 2015 đến 2023. Chi tiết hơn, vào năm 2015, xuất khẩu của Indonesia đạt 150,37 tỷ đô la, trong khi xuất khẩu của Việt Nam lên tới 162,05 tỷ đô la. Để rồi, trong năm 2030 này, chênh lệch xuất khẩu giữa hai nước tiếp tục tăng lên 91,64 tỷ đô la. Độ mở thương mại toàn cầu của Việt Nam trong GDP toàn cầu cũng cao hơn nhiều so với Indonesia. Vì nếu độ mở thương mại của Indonesia chỉ đạt 50%, thì con số này ở Việt Nam đã lên đến 180% vào năm 2022. Dựa vào đây, trang tin của Indonesia đã đưa ra kết luận rất khách quan rằng Việt Nam được dự đoán sẽ trở thành gã khổng lồ mới ở khu vực Đông Nam Á. Nước này sẽ trải qua mức tăng trưởng tài sản lớn nhất trong thập kỷ tới, nhờ vị thế là trung tâm sản xuất toàn cầu. Con số tăng trưởng được dự đoán có thể lên tới 125% trong 10 năm tới. Báo cáo của công ty tình báo tài sản toàn cầu New World Group và cố vấn di cư đầu tư Hanley & Partners được CNBC International trích dẫn cho biết, sự gia tăng tài sản này là lớn nhất so với bất kỳ quốc gia nào xét về GDP bình quân đầu người và số lượng triệu phú. Nhìn thấy tiềm năng to lớn như vậy, Indonesia cảm thấy vị thế của mình khá bị đe dọa trước một Việt Nam phát triển không ngừng. Vâng, qua các số liệu so sánh kể trên có thể thấy rằng Việt Nam đang vượt trội hơn Indonesia ở các lĩnh vực quan trọng như tổng sản phẩm quốc nội, GDP, GDP bình quân đầu người hàng năm, giá trị ngành hàng sản xuất và cả giá trị xuất khẩu. Đây là điều mà trước đây một vài thập kỷ không một ai có thể ngờ tới, khi Việt Nam thời kỳ trước vẫn là một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu, vừa mới bước ra từ trong cuộc chiến tranh đau thương khiến đất nước hoang tàn. Nhưng giờ đây, Việt Nam đã đạt được những thành tựu kinh tế đáng nể và có thể mang ra so sánh với một trong những quốc gia có nền kinh tế phát triển hàng đầu Đông Nam Á. Thậm chí Việt Nam còn cho thấy được khả năng cao rằng mình sẽ xoán ngôi ông vua Indonesia nếu như đất nước hình chữ S duy trì được đà phát triển kéo dài trong thời gian tới đây.
và các bạn có tò mò muốn biết lý do gì mà Việt Nam lại có được sự trở mình ngoạn mục như thế không? Thật ra có nhiều lý do khác nhau để giải thích cho việc này. Đầu tiên là vì chính phủ Việt Nam đã có những biện pháp ngăn chặn đại dịch COVID-19 rất tốt. Nó đã giúp cho Việt Nam giảm thiểu tác động tiêu cực của đại dịch trên toàn cầu, để rồi giúp nền kinh tế đất nước dễ dàng phục hồi về sau. Tiếp theo là vì chính phủ Việt Nam có đường lối, chủ trương đúng đắn trong việc phát triển mô hình kinh tế theo hướng mở cửa toàn diện, đưa ra được chính sách thu hút đầu tư nước ngoài hiệu quả, kịp thời, đồng thời xây dựng tốt các quyết sách khả thi cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, giá cả, tài khoá, tiền tệ, cũng như giải ngân vốn đầu tư công. Kết hợp với đó là công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của chính phủ, được triển khai quyết liệt, linh hoạt và sáng tạo, giúp các chính sách phát triển kinh tế được triển khai đúng hướng, cũng như đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra. Nhưng quan trọng hơn là toàn bộ quá trình thực thi chính sách nhà nước nhận được sự đồng lòng, đoàn kết, nhất trí và ủng hộ của nhân dân, doanh nghiệp. Điều này đã tạo nên một sức mạnh nội tại tổng hợp để Việt Nam có được sức bật mạnh mẽ trong quá trình cải cách kinh tế nước nhà. Mặc dù thời gian gần đây, nội bộ chính phủ Việt Nam đang có những xáo trộn do chiến dịch bài trừ tham nhũng mạnh tay của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhưng nó chỉ kéo dài trong ngắn hạn. Về lâu về dài, chiến dịch bài trừ tham nhũng này sẽ giúp Đảng và Nhà nước Việt Nam trở nên trong sạch, vững mạnh để thắp lên một niềm tin mới cho nhân dân trong nước cũng như cho các nhà đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, chúng ta không thể nào bỏ qua sự giúp đỡ và hợp tác tích cực mà cộng đồng quốc tế dành cho Việt Nam trên con đường phát triển kinh tế đất nước, đặc biệt là các quốc gia đang đẩy mạnh hợp tác thương mại với Việt Nam như Hoa Kỳ. Cụ thể hơn là thời gian qua, nền kinh tế Việt Nam đã nhận được những lợi ích trực tiếp từ chính sách China Plus One sau khi mà quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc xấu đi. Theo đó, Hoa Kỳ và Việt Nam đã thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược mới trong lĩnh vực này để tập trung xây dựng chuỗi cung ứng, chất bán dẫn và nhiều mặt hàng quan trọng khác cho Mỹ. Nó khiến cho hàng loạt những công ty lớn nhỏ của Mỹ bắt đầu dịch chuyển cơ sở sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam. Nhờ vậy, Việt Nam không chỉ thu được nguồn vốn FDI khủng, mà còn tạo ra được công ăn việc làm cho người lao động trong nước với mức lương lý tưởng vô cùng. Trước sự ưu ái của Hoa Kỳ dành cho Việt Nam, hàng loạt các nước đồng minh của Mỹ cũng nối gót ông lớn đến với đất nước hình chữ S để mở rộng mối quan hệ hợp tác kinh doanh và quy mô đầu tư. Vậy nên, không chỉ có Hoa Kỳ mà Việt Nam mới đây còn nâng cấp thành công mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện cùng với Nhật Bản và Australia. Nhưng bên cạnh những thuận lợi kể trên, Việt Nam hiện vẫn đang phải đối mặt với rất nhiều những thách thức trong việc đưa nền kinh tế đi lên. Nổi bật nhất, đó là tình trạng lạm phát trong nước kéo dài, môi trường đầu tư có lãi suất quá cao, trong khi cuộc đại suy thoái trên toàn cầu vẫn chưa kết thúc, và các căng thẳng địa chính trị giữa các cường quốc có thể làm rạn đoạn thị trường thương mại của Việt Nam. Vậy nên, Việt Nam cần phải đưa ra những giải pháp thiết thực để giải quyết hết những thách thức này thì mới có thể phát triển kinh tế bền vững để vượt qua Indonesia. Đặc biệt, khi nền kinh tế Việt Nam hiện vẫn xếp sau nền kinh tế hàng đầu ASEAN tận 4 bậc và đang đứng ở vị trí thứ 5. Gần đây, khi chứng kiến những cuộc tiếp xúc thân mật giữa các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và Nga, giới truyền thông Trung Quốc đã có những động thái vô cùng buồn cười. Chẳng hạn như trên trang mạng Sohu của Trung Quốc đã cho đăng tải một bài viết có tiêu đề Nga cấu kết với Việt Nam tăng cường hợp tác quân sự ở Biển Đông, phía ta không thể khoanh tay mồi nhìn. Trong bài viết ấy, tác giả đã dùng một giọng điệu vừa xuyên tạc, vừa hống hách để cảnh báo Nga không nên dây vào Việt Nam bởi vì việc làm này cũng giống như việc Nga đang tự hút đầu mình vào vách sắt mà thôi. Vậy chi tiết hơn, phía Trung Quốc đã nhắn gửi gì cho Nga và cho cả Việt Nam? Chúng tôi sẽ đưa các bạn đi tìm hiểu ngay sau đây cùng với một chiếc clip vô cùng thú vị. Mở đầu bài viết, tác giả đã tường thuật một cách chi tiết tất cả những động thái của Nga trong thời gian gần đây. Cụ thể hơn, đầu tiên là Nga là nước chủ nhà lôi kéo Việt Nam, Philippines và Ấn Độ tham gia hội thảo với danh nghĩa duy trì hòa bình, an ninh ở Biển Đông, nhưng lại không hề mời Trung Quốc tham gia. Nó cho thấy một điều hiển nhiên rằng nước này cứ có chủ kiến riêng của mình trong vấn đề Biển Đông. Kế đến, Nga lại đồng ý xuất khẩu tên lửa chống hạm BrahMos cho Việt Nam và Philippines. Trong khi đó thì hai nước này lại là hai nước khuấy động Biển Đông và biến mình trở thành một cái gai nhỏ khiêu khích quyền lợi của Trung Quốc tại đây. Vậy nên hành động đó của Nga không thể không khiến cho Trung Quốc hơi nghi ngờ được. Hơn nữa, mấy ngày trước,
Bộ trưởng Quốc phòng Nga còn có cuộc gặp gỡ với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, ông Hoàng Xuân Chiến. Tại đây, hai nước đã nhấn mạnh việc cần tăng cường mối quan hệ đối tác giữa hai bên, cũng như tìm kiếm phương hướng mới cho các hợp tác quân sự sắp tới đây. Điểm đáng chú ý nhất chính là việc Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói rằng hai bên nên đẩy mạnh hợp tác quân sự mới. Tức là, trước đây họ đã từng liên kết quân sự chặt chẽ, nhưng hiện tại nó đã trở nên mờ nhạt hơn rất nhiều. Giờ đây thì Nga muốn kết nối lại với Việt Nam, một tiểu bá vương mới nổi ở bán đảo Đông Dương, để giúp nước này nâng cao năng lực đối phó với Trung Quốc hùng mạnh. Vâng, tất cả những sự kiện được tác giả bài đang đưa ra đều hoàn toàn chính xác. Nhưng vấn đề ở đây là, giới truyền thông Trung Quốc đang nhìn nhận chúng ở một khía cạnh hết sức thù địch và có phần phiến diện. Họ thậm chí còn đang suy bụng ta ra bụng người khi mà cho rằng những cuộc gặp gỡ giữa Nga, Việt Nam và Philippines chính là để tìm cách đối phó mình. Để rồi, từ chính suy nghĩ lệch lạc ấy, tác giả bài viết đã có những phát ngôn sặc mùi chia rẽ như sau. Nga nên nhớ rằng chính họ đã không ngừng đổ thêm dầu vào lửa để làm bùng lên cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung vào năm 1979. Để rồi, trong trận chiến đó, Trung Quốc đã tiêu diệt được mấy vạn nhân viên cố vấn của Liên Xô. Sau đó, Trung Quốc còn đánh cho Việt Nam hiện nguyên hình trong suốt hơn 10 năm chiến đấu ngoan cường tại biên giới. Đó khiến cho Liên Xô phải giải thể chiến lược Liên Hợp Xô Viết đánh Trung Quốc khi mà kế sách bị thất bại hoàn toàn. Còn trước đó, vào những năm 70-80 của thế kỷ trước, Liên Xô cũng đã viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam số tiền khổng lồ trên 60 tỷ đô la, nó khiến cho họ trở nên khánh kiệt và cũng là nguyên nhân dẫn đến việc Liên bang Xô Viết bị giải tán. Ấy vậy mà khi mà Nga lên kế thừa Xô Viết, họ vẫn giữ chí hướng như người tiền nhiệm và duy trì mối quan hệ hợp tác quân sự tốt với Việt Nam. Ví dụ điển hình nhất là chuyện hải quân Nga đóng chốt ở Cam Ranh, tạo nên mối nguy hiểm lớn đối với Trung Quốc. Nó khiến cho Việt Nam trở nên hung hăng vô cùng và không còn kiêng nể gì đường chính đoạn của nước mình. Họ thậm chí còn chiếm mấy chục đảo ở Hoàng Sa, Trường Sa và khai thác dầu khí quy mô lớn tại bãi Tư Chính đến năm 2002. Nhưng cuối cùng, khi mà nguồn tài lực đã cạn, lính Nga cũng phải rút về nước khiến cho mối quan hệ Việt-Nga rơi vào thời kỳ mờ nhạt nhất. Còn trong vài năm trở lại đây, sức mạnh tổng thể của Trung Quốc đã phát triển đến mức có thể đấu tay đôi với quân lực Hoa Kỳ. Chúng ta bắt đầu chú ý đến Biển Đông và tỉnh Việt Nam để tính sổ. Minh chứng là Trung Quốc đã cử hàng loạt tàu hải cảnh, tàu khu trục vạn tấn và máy bay ném bom có bán kính tác chiến hàng ngàn km đến tuần tra xung quanh các đảo bị Việt Nam chiếm đóng. Mục đích chính là giành lại quyền kiểm soát khu vực, ngăn chặn tàu cá Việt Nam vượt tuyến và chặn đứng việc nước này khai thác dầu khí ở bãi biển tiềm năng. Tự chung lại ý của tác giả là tại Việt Nam mà Nga mới sụp đổ, tại vì Nga mà Việt Nam mới ngang ngược như thế trên Biển Đông. Nhưng trời bắt dung gian, cuối cùng âm mưu của kẻ ác cũng bị tan thành mây khói và Trung Quốc vẫn lớn mạnh cho đến ngày hôm nay. Thậm chí, truyền thông Trung Quốc còn nhấn mạnh, mạnh mồm khẳng định rằng trước những con tàu hải cảnh vạn tấn của họ, Việt Nam chỉ có những con tàu cảnh sát biển trăm tấn yếu đến nỗi mà gió thổi cũng bay. Chính vì thế mà Việt Nam đang âm mưu dẫn thế lực bên ngoài vào kiềm chế mình. Chẳng hạn như mới đây thì Việt Nam cho đón tàu sân bay của Mỹ tại cảng Đà Nẵng, cùng lúc đó thì diễn tập quân sự với Ấn Độ, lôi kéo tàu chiến Nhật Bản đến neo đậu và còn đặt mua cả tên lửa chống hạm của Nga. Nghe đến đây thì chắc chắn rằng nhiều cư dân mạng Trung Quốc sẽ cảm thấy vô cùng hả hê, khoái chí đúng không nào? Nhưng mà sự thật thì Trang Sohu đang rót mật vào tai dân chúng để mị dân mà thôi. Vì các bạn nên biết rằng tổng số tiền mà Nga viện trợ cho Việt Nam suốt những năm tháng chiến tranh chưa từng được công bố. Không một ai biết chính xác Việt Nam nhận được bao nhiêu tiền từ anh bạn của mình. Người ta chỉ biết rằng là quân lực Bắc Việt dù có nhờ đến sự giúp đỡ của Liên Xô thật, nhưng phần lớn họ vẫn tự thân vận động và tự làm kinh tế để nuôi sống cuộc chiến. Vậy nên, con số được Mỹ ước tính từ năm 1975 trở về trước chỉ rơi vào tầm 4 đến 6,8 tỷ đô la. Còn sau năm 1975 khi Liên Xô sụp đổ, thì họ chỉ viện trợ từ 700 triệu đến 1 tỷ đô la mỗi năm cho Việt Nam mà thôi. Nếu tính chung giai đoạn năm 1950 đến năm 1990, thì con số ấy chỉ khoảng 25 tỷ đô la cùng. Ngay cả một nước nghèo như Trung Quốc mà còn viện trợ cho Việt Nam tận 20 tỷ đô trong thời kỳ chống Mỹ, thì con số trên quá là nhỏ bé so với một siêu cường như Liên Xô đây. Tiếp đến là những màn bốc phét quá đà của tác giả bài đăng trên Trang Sohu về thành tựu đạt được trong cuộc chiến. Thống kê cho thấy trong cuộc chiến Việt-Trung, chỉ có một số ít cố vấn quân sự Nga bị tử trận, chứ làm gì lên đến con số hàng vạn người như nhà báo nói. Làm gì có chuyện Trung Quốc đánh Việt Nam hiện nguyên hình, mà chỉ có Việt Nam đánh Trung Quốc quay xe trở ngược với nước mình mà thôi. Nhưng buồn cười nhất là cái chuyện truyền thông nước này nói phét với sức mạnh quân sự của họ. Vì nếu tàu hải quân của Việt Nam yếu đến độ gió thổi bay trước tàu hải vận vạn tấn của Trung Quốc, thì lý do gì mà mới đây Trung Quốc bất lực đứng nhìn Việt Nam đặt giàn khoan mới tại bãi Tư Chính?
lý do gì mà hàng loạt trang báo mạng của nước này lại rêu rao rằng mình không thể xua đuổi một Việt Nam Nam ngược ra khỏi hòn đảo đầy tiềm năng? Nhưng chuyện đâu chỉ có thế. Trung Quốc còn nói rằng Nga đang dựa vào mình để có thể chiến thắng tại Ukraine. Cụ thể hơn là tác giả viết rằng hiện nay Nga đang xa lầy trong chiến tranh ở Ukraine nên rất cần cầu cứu Trung Quốc. Nếu không có chúng ta tiếp máu trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư và tiếp sức trong một số trường hợp ngoại giao khác, thì e rằng ngày nay bốn tỉnh miền đông Ukraine đã không còn nằm trong tay của Nga. Những lời lẽ trên được đưa ra sau khi truyền thông Trung Quốc cáo buộc Nga hợp tác quân sự với Việt Nam, nghĩa là họ đang cản trở mình, vươn đến mục tiêu cắt đứt con đường giao thương hàng hải của các nước trong vùng, buộc họ phải tách khỏi Hoa Kỳ và tiến đến khống chế Biển Đông. Vâng, mục đích của Trung Quốc đã quá rõ ràng. Họ muốn dùng những lời lẽ đó để đe nệt Nga không nên làm chuyện tự sát hay gục đầu vào vách sắt như thế. Vì chỉ cần Nga khiến cho Trung Quốc phật lòng chút nữa thôi thì nước này sẽ lãnh đủ khi mà họ đang nằm ở dưới và lệ thuộc vào mình quá nhiều. Nhưng nói như thế, tức là Trung Quốc đã quên mất rằng Nga cũng là một siêu cường về quân sự. Ngoài Trung Quốc ra thì Nga còn có mối quan hệ rất tốt với nhiều quốc gia khác nhau. Còn chuyện Nga lệ thuộc vào họ trong cuộc chiến ở Ukraine thì phần nào cũng có. Nhưng nó cũng giống như việc Trung Quốc đang lệ thuộc vào Nga vậy thôi. Vì nếu như mà anh bạn này thua trận Ukraine, Mỹ và phương Tây sẽ thắng thế. Lúc đó thì họ sẽ chẳng có ai kiềm chế nữa và bắt đầu chĩa mũi dùi về Trung Quốc để tấn công tổng lực khiến nước này phải khốn đốn lao đao. Ngoài ra thì, trong mối quan hệ hợp tác kinh tế đầu tư hai chiều, Trung Quốc cũng nhận được rất nhiều lợi ích từ những bản hợp đồng tỷ đô với nước bạn. Vậy nên có thể nói là quan hệ Nga-Trung là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, chứ không phải kiểu quan hệ cơ trên cơ dưới đâu nha. Thiết nghĩ là giới truyền thông Trung Quốc nên bớt vênh mặt lên trời, mà hãy ngó xuống dưới để nhìn nhận đúng sự việc. Họ không nên khoác lác, hống hách và ra vẻ ta đây như thế để tránh làm trò cười cho thiên hạ bản dân. Còn các bạn nghĩ sao? Hãy comment xuống dưới video để mọi người cùng thảo luận nhé! Chiến sự Ukraine ngày càng ác liệt, tất nhiên Mỹ và phương Tây đã về một phe. Nga giờ chỉ còn cách cộng sinh cùng với Trung Quốc, Ấn Độ, Iran và các nước thân cận khác mới có thể đủ sức làm đối trọng với NATO. Chính vì sự quan trọng của Trung Quốc đối với Nga trong thời gian gần đây mà nhiều người đã cho rằng Nga sẽ nhắm mắt trước các hành động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông đối với Việt Nam. Bởi vì rõ ràng, để mang lên bản cân đo đếm thì thực sự chúng ta phải thừa nhận Trung Quốc có giá trị quá lớn đối với Nga so với Việt Nam. Liệu Nga sẽ nhắm mắt làm ngơ trước những hành động phi pháp của Trung Quốc hay không? Chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu bài phân tích của chuyên gia Trung Quốc trong vấn đề này các bạn nhé! Đội tàu của Trung Quốc hoạt động Kela 0403 của Vietso Petro khoảng 32 km. Vietso Petro là liên doanh giữa tập đoàn Nga, GRUBNEF và Petro Việt Nam. Sự kiện này xảy ra vào lúc Moscow đang xích lại gần với Bắc Kinh nhằm tìm kiếm hậu thuẫn và hình thành một liên minh đối trọng với phương Tây, trong khi Nga cũng là đối tác quan trọng của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là quân sự và khai thác dầu khí. Liệu sự phụ thuộc chặt chẽ hơn vào Bắc Kinh có khiến Moscow điều chỉnh thái độ với Hà Nội? Nga sẽ nhắm mắt làm ngơ trước yêu sách của Trung Quốc, độc chiếm Biển Đông. Việc Nga hợp tác hỗ trợ cùng Việt Nam cũng làm cho Bắc Kinh phải dè chừng phần nào đó, có thể coi là một phương tiện hỗ trợ Việt Nam bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông. Đúng là Trung Quốc không ngừng gây sức ép làm Việt Nam nản lòng trong việc cự thăm dò dầu khí, kể cả trong vùng đặc quyền kinh tế. Vì thế, Bắc Kinh đã dùng cả những biện pháp đe dọa quân sự trực tiếp, gây áp lực với các công ty nước ngoài tham gia những dự án đó. Yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trong phạm vi đường chín đoạn đã được định hình lại năm 2017 và gộp cả phần lớn vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, trong đó có gần 70 mỏ dầu khí. Vào tháng 7 năm 2019, đội tàu hải dương địa chất 8 của Trung Quốc gồm một tàu khảo sát và 4 tàu hải cảnh đã qua lại thường xuyên gần hai cụm dầu khí nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, gây xáo trộn hoạt động thăm dò. Có thể thấy Bắc Kinh tiến hành một cách bài bản, chiến lược gây áp lực với đối tác nước ngoài tham gia vào những dự án dầu khí ở Việt Nam nhằm buộc họ từ bỏ thị trường và cản trở hoạt động khai thác dầu mỏ của Việt Nam. Chiến lược này đã được áp dụng hiệu quả đối với công ty Repsan. Năm 2018, chi nhánh của công ty Tây Ban Nha gián đoạn hoạt động do Trung Quốc đe dọa trực tiếp. Trong bối cảnh nhạy cảm đó, người ta thấy từ vài năm gần đây, các tập đoàn Nga tất cả đều thân với chính quyền Moscow, tiến hành chiến lược tránh rời khỏi và giúp sức để không bị khỏi thị trường Việt Nam. Nga muốn trở thành một nhân tố năng động hơn về kinh tế, lẫn chiến lược ở Đông Nam Á. Moscow cũng không muốn Bắc Kinh kiểm soát những tuyến đường hàng hải chiến lược về địa chính trị nối Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Theo tôi, tham vọng này của Nga càng được củng cố thêm trong bối cảnh xung đột ở Ukraine, đồng thời bổ trợ cho chiến lược của Hà Nội đang tìm cách gia tăng quan hệ với các đối tác ngoài khu vực để giảm phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc. Theo tôi, có thể khẳng định rằng có sự đồng nhất với lợi ích giữa Việt Nam và Nga thông qua trung gian là các công ty dầu khí.
mục đích là không để cho Trung Quốc có quá nhiều không gian kinh tế và chiến lược ở Biển Đông, cho nên chừng nào vị thế của Nga chưa bị suy yếu quá nhiều, ví dụ do tác động từ thất bại ở Ukraine nếu xảy ra chẳng hạn, Hà Nội vẫn có thể dựa vào đối tác hùng mạnh này để chống đỡ áp lực từ Trung Quốc. Việt Nam và Nga không can thiệp vào chuyện nội bộ của nhau. Giả sử xảy ra xung đột liên quan đến tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông, liệu Việt Nam có thể trông cậy vào hỗ trợ của Nga? Hiện giờ, Nga bị kéo vào cuộc xung đột khó khăn ở Ukraine và duy trì mối quan hệ ngoại giao phức tạp với các cường quốc khác. Những nước này không công khai ủng hộ hành động của Nga ở Ukraine, nhưng từ chối lên án và cũng không tham gia phần nào vào cơ chế trừng phạt Moscow do phương Tây áp đặt. Tuy nhiên, sự ủng hộ này xuất phát từ việc có chung lập trường chính trị hoặc có chung lợi ích chiến lược và địa chính trị cũng phải có qua có lại. Đây là điểm liên quan đặc biệt đến hai nước Nga và Trung Quốc. Nếu giờ chúng ta đưa ví dụ này vào tình hình Biển Đông, trong giả thiết xảy ra một cuộc xung đột trực tiếp giữa Việt Nam và Trung Quốc trong tương lai gần, thì chúng tôi tin rằng Nga sẽ lại rơi vào tình huống khó xử. Thực vậy, sự phụ thuộc nhau về địa chính trị với Trung Quốc mà chúng ta đề cập ở trên, cũng như việc Nga phải tiếp tục hưởng sự hỗ trợ ngoại giao, kinh tế và nhiều lĩnh vực khác từ cường quốc láng giềng có thể dẫn đến việc các nhà lãnh đạo Nga phải hạn chế phản đối và thậm chí là im lặng trước hành động của Trung Quốc. Bất chấp việc Việt Nam là một nước có lợi cho Moscow như chúng ta đã nói. Vì thế, tất cả sẽ còn phụ thuộc vào mức độ lệ thuộc địa chính trị Nga-Trung vào thời điểm nổ ra xung đột trong trường hợp xảy ra. Do đó, có lẽ Việt Nam cần kích hoạt trước những kênh ngoại giao với Moscow để triển khai một khuôn khổ hợp tác khủng hoảng với Nga. Và nếu có thể, tác động đến phân tích của Nga về tình hình Đông Nam Á, Việt Nam không cần quá lo lắng về nguy cơ Nga ủng hộ những yêu sách về chủ quyền của Trung Quốc trong đường chiến đoạn ở Biển Đông. Trong bối cảnh phụ thuộc vào nhau về địa chính trị như tôi vừa nêu, Nga không thể đi xa hơn việc ủng hộ những yêu sách của Trung Quốc đối với Đài Loan, lẫn Biển Đông. Chúng ta thấy là Trung Quốc từ chối lên án cuộc xâm lược Ukraine và chỉ kêu gọi các bên tham chiến đối thoại. Ngoài ra thì cũng cần phải nhấn mạnh đến sức mạnh và đặc thù của mối quan hệ Nga-Trung, nên rất khó cho Moscow lên tiếng chỉ trích những đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh. Thêm vào đó phải kể đến những yếu tố mang tính pháp lý và lịch sử, bởi vì Moscow giành được Kremlin vì đó là vùng đất lịch sử của Nga, ít nhất từ năm 1792. Tương tự Trung Quốc cũng viện đến lập luận lịch sử để đòi chủ quyền với hầu hết vùng Biển Đông, nhưng phía Việt Nam lại có những bằng chứng xác thực và chính xác hơn. Nhìn từ phía Nga có thể thấy mối quan hệ song song giữa Kremlin, vùng đất lịch sử của Nga với Biển Đông, vùng biển lịch sử của Việt Nam. Vì những lý do chiến thuật đó, Moscow cũng khó có thể nghe theo Bắc Kinh hoàn toàn. Theo tôi, dù có lập luận như thế, không có nghĩa là Moscow sẽ tự động và ủng hộ hết mình Trung Quốc ở Biển Đông. Thực vậy, Nga cũng ý thức rằng khả năng địa chính trị của nước láng giềng hùng mạnh trong chừng mực nào đó phải bị hạn chế, bởi vì mọi sự củng cố sức mạnh của Trung Quốc sẽ có nguy cơ gây bất lợi cho Nga trong quan hệ song phương bất đối xứng hiện nay. Chúng ta có thể sẽ thấy là Nga sẽ không ủng hộ mạnh mẽ hành động của Trung Quốc như Bắc Kinh mong đợi. Thêm vào đó, Nga gắn bó với Việt Nam từ lâu, từ thời kỳ Liên Xô hỗ trợ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, sau đó là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, dù Việt Nam trong chiến tranh biên giới với Trung Quốc năm 1979. Có thể thấy rằng Việt Nam không phải chỉ là một cơ hội chính trị, chiến thuật đối với Nga, mà còn nằm trong khuôn khổ quan hệ lâu dài, cho tới mối quan hệ mật thiết, bền vững giữa hai nước. Nga có xu hướng nả theo Bắc Kinh và đang củng cố mối quan hệ trên nhiều lĩnh vực với Trung Quốc. Những tập đoàn dầu khí Nga hoạt động ở Biển Đông sẽ bị tác động như thế nào, trong khi thường thì họ có thể từ Moscow? Để trả lời cho câu hỏi này phải biết là mối quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh được đánh dấu bằng sự phụ thuộc vào nhau rất mạnh về địa chính trị và sự phụ thuộc lẫn nhau đó không liên quan đến tình trạng bất đối xứng đặc trưng cho hai nước này. Sự phụ thuộc này bắt nguồn từ ý đồ của Trung Quốc muốn hướng tới tái cân bằng các cực quyền lực trên thế giới. Như chúng ta biết là chiến lược của Trung Quốc đã khiến cho Washington ngày càng mất niềm tin. Hoa Kỳ từng bước đưa ra một khuôn khổ nhằm kiềm chế tham vọng của Bắc Kinh, đặc biệt là ở các vùng biển sát với Trung Quốc, có nghĩa là trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, được bắt đầu dưới thời Tổng thống Barack Obama với tên gọi chiến lược xoay trục sang châu Á. Chính sách này tiếp tục được mở rộng dưới thời Tổng thống Donald Trump với thương chiến Mỹ-Trung và hiện giờ dưới thời Joe Biden là Hoa Kỳ thắt chặt quan hệ chiến lược với các đồng minh trong vùng, triển khai những cơ chế liên minh mới như Liên minh quân sự AUKUS được ba nước Mỹ, Úc, Anh công bố ngày 15 tháng 9 năm 2021. Trong toàn cảnh như vậy, Trung Quốc không thể đơn độc đối đầu với cả khối phương Tây. Phương Tây ở đây được hiểu theo nghĩa rộng, nghĩa là gồm cả những nước có liên quan đến khối này kể cả những nước ở châu Á. Bắc Kinh phải huy động mọi sự ủng hộ quốc tế để làm được việc này. Đối với Trung Quốc, chắc chắn Nga đại diện cho sức mạnh về quân sự, ngoại giao và chính trị. Như tôi đã đề cập ở trên,
về việc hai nước này phụ thuộc chặt chẽ vào nhau về địa chính trị để thấy điều này. Chỉ cần nhìn vào sự trùng hợp giữa các phiếu của Nga và Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc trong thập niên vừa qua. Dù hiện giờ người ta nhắc đến khả năng Nga lâm thế phụ thuộc kinh tế và Trung Quốc, nhưng còn lâu mới thấy cảnh Moscow tuân lệnh Bắc Kinh về chính sách đối ngoại hoặc kinh tế. Tôi cho rằng điều này cũng sẽ liên quan đến các doanh nghiệp dầu khí Nga ở Việt Nam. Khả năng hành động của những công ty này phụ thuộc vào nhà nước Nga và sự cân bằng quyền lực ngoại giao tế nhị giữa Moscow và Bắc Kinh. Dẫu sao chắc chắn là sự hiện diện của những công ty này cho phép Nga đánh dấu sự khác biệt của họ. Rất có thể nếu thế cân bằng Nga-Trung được duy trì nguyên trạng thái, thì các công ty dầu mỏ Nga sẽ duy trì hoạt động ở Việt Nam. Ngay sau khi Reuters cho đăng tải thông tin Việt Nam và Mỹ đang đàm phán để chuyển giao một phi đội tiêm kích F-16, truyền thông Trung Quốc đã liên tục cho ra lò các bài viết nói về sự kiện này. Điều này cũng dễ hiểu thôi vì chính Reuters đã nói rằng thương vụ này sẽ khiến Trung Quốc khó chịu. Tuy nhiên, hầu hết các bài viết của tác giả Trung Quốc thì đều cho rằng F-16 không đủ để đe dọa Trung Quốc và trên hết là quan hệ Việt-Trung không dễ gì bị chia rẽ bởi những kẻ bên ngoài. Việt TV sẽ gửi cho bạn một bài viết khá thú vị mà truyền thông Trung Quốc đã bàn luận về chủ đề này. Bài viết có tựa đề "Khi Việt Nam mua F-16, nạn nhân lớn nhất không phải Trung Quốc mà là Nga". Trong bài viết này, tác giả đưa ra 3 lý do khiến cho thương vụ chuyển giao F-16 của Việt Nam không khiến Trung Quốc lo lắng, mà Nga mới là người phải lo nhất lúc này. Vậy cụ thể ra sao? Mọi người hãy cùng Việt TV mổ xẻ bài viết này nhé! Mở đầu bài viết, tác giả nói rằng mong muốn bán F-16 cho Việt Nam đã thể hiện tham vọng của Mỹ trong việc lôi kéo các quốc gia trong khu vực kiềm chế Trung Quốc. Nhưng hành động này là vô nghĩa. Cụ thể, vị này cho rằng kiếm tiền trong khi rình mò các ngóc ngách của Trung Quốc là một kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng của Mỹ. Theo báo cáo, chính phủ Mỹ và Việt Nam đang đàm phán về một thỏa thuận chuyển giao vũ khí quy mô lớn nhất trong lịch sử và dự kiến sẽ đạt được trong năm tới. Hoa Kỳ sẽ bán cho Việt Nam một phi đội máy bay chiến đấu F-16 để thúc đẩy mối quan hệ đối tác mới được nâng cấp giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Tờ Reuters của Anh nhận định rằng một thỏa thuận vũ khí lớn như vậy giữa Mỹ và Việt Nam có thể khiến Trung Quốc tức giận vì Trung Quốc luôn cảnh giác trước những nỗ lực của các nước phương Tây nhằm kiềm chế Bắc Kinh. Không thể phủ nhận việc Mỹ và Việt Nam trở nên thân thiết với nhau là điều có cân nhắc kiềm chế, cân bằng Trung Quốc. Đặc biệt, Mỹ mong muốn biến Việt Nam thành Philippines thứ hai, đặc biệt là trong vấn đề Biển Đông. Chính vì vậy, báo chí Mỹ và phương Tây mới nhắc đến Trung Quốc rất nhiều khi việc Mỹ nâng cấp quan hệ. Tuy nhiên, cần phải chỉ ra rằng, dù là tăng cường ngoại giao hay là thỏa thuận vũ khí, thì cũng khó có thể khiến Trung Quốc và Việt Nam chống lại nhau và Trung Quốc cũng không mấy lo lắng về điều này. Tại sao? Trước hết, các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam rất rõ ràng, lý do Việt Nam thống nhất được là nhờ sự giúp đỡ của Trung Quốc. Lý do Việt Nam đánh bại được đế quốc Mỹ cũng là nhờ sự giúp đỡ của Trung Quốc. Việt Nam nhận thức rất rõ ý nghĩa đặc biệt của Trung Quốc đối với Việt Nam. Đây không phải là vấn đề thuần túy lịch sử, mà còn là vấn đề địa lý. Điều này cho thấy Trung Quốc và Việt Nam không thể tách rời về mặt địa lý, cũng giống như Trung Quốc và Triều Tiên không thể tách rời về mặt địa lý. Thứ hai, Việt Nam là nước xã hội chủ nghĩa. Trung Quốc và Việt Nam hiện là hai nước xã hội chủ nghĩa lớn nhất thế giới. Nguyên nhân khiến Liên Xô thất bại và cuối cùng sụp đổ và sự nghiệp xã hội chủ nghĩa toàn cầu bị thụt lùi nặng nề có liên quan chặt chẽ đến sự chia rẽ của phe xã hội chủ nghĩa trong thế kỷ 20. Mâu thuẫn giữa Trung Quốc và Liên Xô, mâu thuẫn giữa Liên Xô với các đối tác châu Âu cuối cùng đã dẫn đến việc Mỹ có thể chen chân vào các mối liên kết này. Kết quả cuối cùng là Liên Xô thất thủ và bị chia ra thành nhiều mảnh, lấy lịch sử làm kim chỉ nam. Nếu Việt Nam và Trung Quốc không hòa hợp được thì không thể đạt được kết quả gì tốt đẹp. Thứ ba, thời kỳ xung đột giữa Trung Quốc và Việt Nam ở Biển Đông đã qua. Về vấn đề chủ quyền các đảo ở Biển Đông, Trung Quốc và Việt Nam quả thực có xung đột gay gắt. Nhưng đó là chuyện đã gần 10 năm trước, Mỹ đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để chen chân vào đây. Kể từ sau sự cố Việt Nam đâm tàu Trung Quốc năm 2014, Trung Quốc và Việt Nam chưa bao giờ xảy ra xung đột biển quá nghiêm trọng. Hiện nay, các kênh liên lạc cấp cao giữa Trung Quốc và Việt Nam rất thông suốt. Xẻ về kinh tế vào thời điểm này thì khả năng Việt Nam từ bỏ thị trường Trung Quốc và gây chiến với các đối tác xã hội chủ nghĩa là rất khó có thể xảy ra. Vì vậy, tờ Reuters cho rằng thỏa thuận vũ khí lớn nhất lịch sử giữa Mỹ và Việt Nam này sẽ chọc tức Trung Quốc. Là nói hơi cường điệu, Trung Quốc đúng là không vui chút nào nhưng sẽ không bao giờ tức giận. Lý do rất đơn giản, mối đe dọa từ F-16 đối với Trung Quốc là rất hạn chế. Điều này hoàn toàn khác với việc Mỹ triển khai tên lửa ở Hàn Quốc. Tên lửa tầm xa tất nhiên sẽ khiến Trung Quốc tức giận và phản công trả đũa, còn với máy bay tiêm kích thì không. Tuy nhiên, cần phải nói thêm rằng Nga mới là bên đang lo ngại về hợp đồng giao dịch vũ khí này giữa Mỹ và Việt Nam.
bởi 80% lượng vũ khí nhập khẩu của Việt Nam đến từ Nga và Washington đang xem xét đưa ra các điều khoản tài chính đặc biệt dành cho Việt Nam để loại Nga ra khỏi cuộc chơi. Việt Nam sẽ thoát khỏi sự phụ thuộc vào vũ khí do Nga sản xuất. Trong xung đột Nga-Ukraine, vũ khí Nga đang gây thất vọng và Việt Nam có thể cũng muốn đổi kênh bán hàng. Việc mất đi khách hàng Việt Nam chắc chắn là đòn giáng lớn đối với Nga. Quốc gia đang phải hứng chịu các lệnh trừng phạt toàn diện. Cuối cùng, mua máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất đồng nghĩa với việc bổ sung thêm một hệ thống của Mỹ. Điều này không hề dễ dàng đối với Việt Nam, chưa nói đến việc kinh tế của họ chưa cho phép. Việc F-16 cuối cùng có thể bay vào Việt Nam hay không vẫn chưa chắc chắn. Đó là toàn bộ bài viết của phía Trung Quốc về vấn đề này. Toàn bộ lý lẽ tác giả đưa ra đều khá chính xác, ngoại trừ sự cố năm 2014 mà người này cho rằng tàu Việt Nam đâm tàu Trung Quốc. Người này đang nhắc lại sự kiện Trung Quốc hạ giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng biển của Việt Nam, và lúc đó đã có những vụ va chạm giữa tàu chấp pháp hai nước. Vụ này thì Trung Quốc sai lẻ lẻ, không thể xuyên tạc một cách thô thiển rằng đó là sự cố được. Tiếp đến phải đính chính rằng, việc chúng ta từng bước sản xuất, cải tiến và mua sắm bổ sung vũ khí, trang bị, kỹ thuật hiện đại cho quân đội phù hợp với khả năng của nền kinh tế là công việc hết sức bình thường. Nếu Việt Nam có mua F-16 của Mỹ thật thì nó cũng chả nhắm đến một nước nào cả. Tất cả chỉ nhằm mục đích bảo vệ chủ quyền quốc gia mà thôi. Tất cả các quốc gia khác trên thế giới hiện nay muốn bảo vệ đất nước, đương nhiên phải có vũ khí. Trang bị đáp ứng nhu cầu phòng thủ, khả năng kinh tế và nhu cầu bảo vệ đất nước đến đâu thì chúng ta mua sắm trang thiết bị tới đó. Chúng ta có mua tàu ngầm hiện đại, tên lửa máy bay và các khí tài, kỹ thuật khác cũng chỉ là để phòng thủ, tự vệ, bảo vệ hòa bình, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền đất nước, chứ hoàn toàn không có ý định đe dọa, không có ý đồ tấn công, xâm lấn bờ cõi của các nước xung quanh. Thế nên không cần phải bàn nhiều về vấn đề thương vụ mua F-16 này là nhắm đến ai, vì chả có ai ở đây cả. Nói riêng về chuyện mua F-16 thực tế, đây cũng chỉ mới là tin tức đơn thuần, chưa được xác nhận. Hơn nữa, theo Reuters thì các bên liên quan vẫn đang ở bước đầu đàm phán, mọi điều khoản vẫn chưa được đưa ra. Chưa nói tới việc Việt Mỹ liệu có thống nhất được hay không nữa. Nếu muốn một cái gật đầu tư Việt Nam thì Mỹ phải đưa ra một chính sách tài chính tốt nhất có thể, thậm chí là tốt nhất từ trước đến nay. Bởi vũ khí Mỹ rất đắt, cách này được cả thế giới công nhận rồi. Mua mới một con F-16 bây giờ giá cũng khoảng 70 triệu đô, chưa kể tới linh kiện vũ khí đi kèm, phụ tùng, bảo dưỡng, huấn luyện phi công và xây lại hệ thống hạ tầng căn cứ. Nhưng năm ngoái, Bulgaria đã mua 8 chiếc F-16 của Mỹ có tổng giá trị lên tới 1,32 tỷ đô la. Tức là chi phí trung bình, mỗi chiếc F-16 lên tới 160 triệu đô la, một con số quá khủng khiếp. Thay vào đó, nếu ta mua Su-35 của Nga, thì chỉ hơn 80 triệu đô la mỗi chiếc đã đi kèm đầy đủ vũ khí và dịch vụ. Chưa kể tới mối quan hệ của ta với Nga, nên có thể được họ giảm giá rồi chế độ bảo hành hậu mãi về sau. Hai dòng máy bay được đánh giá tương đương nhau mà giá gấp đôi thế này thì rất khó cho Việt Nam tiếp cận vũ khí Mỹ nếu Mỹ không có một chính sách tốt nhất cho chúng ta. Một khả năng cao hơn có thể xảy ra nếu Mỹ chuyển giao F-16 cho Việt Nam thật, thì đó là họ sẽ tặng hàng đã qua sử dụng. Sau đó, Việt Nam chỉ cần bỏ ra thêm một ít chi phí để nâng cấp mới trước khi giao hàng. Mỹ từng làm điều này với một số quốc gia họ muốn có quan hệ mật thiết hơn, như Indonesia hay là Ai Cập. Với quan hệ hiện tại giữa Mỹ và Việt Nam thì đây có lẽ là lựa chọn mà Mỹ cũng đang cân nhắc. Mỹ đang có hàng trăm chiếc F-16 đã qua sử dụng, được cất giữ tại một căn cứ quân sự của mình. Số F-16 này sẽ được bán từ từ cho các đồng minh của Mỹ, vì nhiều quốc gia chọn cách mua hàng cũ này thay vì mua hàng mới. Hàng cũ thì giá rẻ hơn một nửa, mà các gói nâng cấp lên thì lại tương đương các phiên bản sản xuất mới. Nếu mọi người lo về hạn sử dụng với hàng cũ thì yên tâm. Mỹ đã tăng tuổi thọ của chúng lên, thêm trung bình 30 năm nữa mới hết đát. Nếu Mỹ phê duyệt một hợp đồng viện trợ khoảng 24 chiếc F-16 cho Việt Nam, và chúng ta chỉ phải bỏ ra thêm từ 1 tỷ đến 1,5 tỷ đô la để nâng cấp chúng lên tiêu chuẩn phiên bản mới nhất thì không tệ chút nào. Với cách làm này, Mỹ sẽ từng bước trở thành kênh mua vũ khí mới của Việt Nam, và trong tương lai hợp tác quân sự hai nước sẽ có thể mở rộng thêm. Còn với vũ khí Nga vẫn phải nhắc lại là chúng ta đang tìm cách đa dạng hóa để tránh phụ thuộc quá nhiều vào nước bạn thôi, chứ để từ bỏ là không thể. Vũ khí Nga có nhiều ưu điểm, cách bán hàng của họ cho ta cũng quá ưu đãi. Bạn hàng tốt như vậy mà ta lại bỏ qua thì thật vô lý. Việc đa dạng hóa nguồn vũ khí là điều Việt Nam đã làm từ nhiều năm nay. Phía Nga chắc chắn cũng biết và hiểu được sẽ không có chuyện lo lắng gì ở đây cả. Mối quan hệ lâu đời giữa Việt Nga vẫn sẽ tốt đẹp như vậy mà thôi. Các bạn thân mến, trong nhiều năm trở lại đây,
Việt Nam đã và đang trở nên nổi danh trên trường quốc tế khi mà trở thành đối tượng ve vãn của hàng loạt những ông lớn như là Trung Quốc và Hoa Kỳ đây. Nhưng Trung Mỹ càng như thế thì người ta càng thấy được một sự e dè không hề nhỏ mà các nước này đang thể hiện trước Việt Nam. Chính vì thế mà gần đây trang tin Sohu, một trong những trang tin chính thống của Trung Quốc, đã có một bài viết phân tích khá sâu sắc về vấn đề này với tiêu đề vị thế của Việt Nam trên thế giới hiện nay ra sao. Ngay trong phần mở đầu của bài viết, tác giả đã không ngần ngại khẳng định rằng, từ góc độ lịch sử mà phán xét thì thế giới luôn do các nước lớn thống trị và các quốc gia nhỏ bé hơn thường không có địa vị và không có quyền lực cơ bản. Vì vậy, họ luôn để cho mình bị chèn ép, tàn sát, công kích hoặc là phải tuân theo mệnh lệnh của các cường quốc khác. Nhưng lúc nào cũng sẽ có trường hợp ngoại lệ mà tiêu biểu nhất là trường hợp của Việt Nam hiện nay. Một quốc gia khiến cho các nước lớn phải cảm thấy e dè và thậm chí là ngán đến tận cổ. Vậy các bạn có biết lý do vì sao mà Việt Nam lại làm được nhiều mà không ai làm được hay không? Lý do gì mà những siêu cường như Hoa Kỳ và Trung Quốc lúc nào cũng muốn lấy lỏng Việt Nam và lôi kéo Việt Nam về phía mình hay không? Chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời cùng với những phân tích xuất sắc tiếp theo của tác giả bài viết trên trang Sohu. Nhưng trước tiên các bạn hãy nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé. Thứ nhất, Việt Nam có địa vị chính trị trên trường quốc tế khá vững chắc. Cụ thể hơn, tác giả bài viết đã nói rằng như chúng ta cũng thấy, cả thế giới hiện nay đều có một nhãn quan rất rõ ràng rằng Việt Nam chính là nước nhỏ duy nhất đã đánh bại được Hoa Kỳ. Việt Nam cũng là quốc gia duy nhất từng bắn rơi pháo đài bay B-52 được mệnh danh là bất khả chiến bại. Nó đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ trên không vết sức vẻ vang cho Việt Nam. Còn trước đó, nước này đã lập được chiến công vang dội đúng kiểu vô tiền khoáng hậu khi mà đánh chìm hàng không mẫu hạng của Mỹ vào ngày 2 tháng 5 năm 1964. Và đây cũng là chiếc hàng không mẫu hạng đầu tiên và duy nhất của Hoa Kỳ từng bị đánh chìm trên thế giới cho đến ngày hôm nay. Quả thật những gì mà Việt Nam đã làm chưa có một quốc gia nào làm được. Dù cho đó có là đế quốc Nhật, đối thủ chính của Mỹ trong Thế chiến thứ hai hay là Liên Xô cũ, kẻ thù không đội trời chung của Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh lạnh trước đây. Theo đó, Việt Nam được biết đến như là một nước nhỏ siêu hùng mạnh suốt hơn 4 thập kỷ qua. Tên tuổi của họ thậm chí còn vượt qua cả Afghanistan và Iran, những kẻ luôn đối đầu hoặc có chiến tranh với Mỹ suốt thời gian qua. Vâng, rõ ràng, tác giả bài viết đã có sự tìm hiểu rất kỹ lưỡng về lịch sử của Việt Nam, vậy nên tác giả mới có thể kể vanh vách mỗi một chiến công vang dội của nước Việt. Đây quả thật là giao cảm rất lớn cho bất kỳ một quốc gia hùng mạnh nào đang có tâm lý ỷ mạnh hiếp yếu trước Việt Nam như Trung Quốc và Hoa Kỳ đây. Nhưng ngoài ra thì còn nhiều lý do khác khiến Trung Mỹ luôn e ngại Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng nách tiếp lý do thứ hai này sau đây. Thứ hai, Việt Nam có tinh thần đoàn kết dân tộc rất cao. Theo đó, tác giả bài viết cho biết là Việt Nam được mệnh danh là Tiểu Trung Hoa bởi vì từ thời xa xưa, Việt Nam đã là một quốc gia nằm trong vòng tròn văn hóa Nho giáo và họ luôn coi mình là một Trung Quốc thu nhỏ, chịu sự ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Trung Hoa. Vì vậy, quốc gia này luôn có những giá trị văn hóa độc đáo như là chịu khó lao động tích lũy và có tinh thần dân tộc rất cao. Hơn nữa thì Việt Nam còn là một dân tộc thống nhất với 80% dân số là người Kinh. Điều này giúp cho Việt Nam có được sức mạnh đoàn kết vô đối. Vượt xa nhiều quốc gia ASEAN khác như Indonesia, 200 triệu dân, Philippines hơn 100 triệu dân và Thái Lan gần 50 triệu dân. Những quốc gia chẳng khác gì một bớ hỗn tạp với hàng chục dân tộc lớn nhỏ, xen kẽ nhau, không hòa đồng, không thống nhất mà luôn mâu thuẫn với nhau. Nó đã gây chia rẽ đất nước và dẫn đến phong trào ly khai thường xuyên. Vậy nên có thể nói là về sức mạnh tổng hợp, các quốc gia kể trên không thể nào so sánh với Việt Nam. Quả thật tác giả bài viết nói không sai, Việt Nam là một quốc gia độc lập, thống nhất, quân và dân luôn đoàn kết một lòng. Việt Nam từ xa xưa bị ảnh hưởng rất lớn bởi nền văn hóa Nho giáo của Trung Quốc cùng với hơn 1.000 năm Bắc thuộc. Nhưng, Việt Nam chưa bao giờ xem mình là một tiểu Trung Hoa cả. Bởi vì trong suốt quá trình bị chế độ phong kiến Trung Quốc đô hộ, Việt Nam luôn đấu tranh dưới mọi hình thức. Việt Nam chưa bao giờ để mình bị đồng hóa giống như một người Trung Quốc thực thụ. Và kết quả, như chúng ta đã thấy, Việt Nam đã giành được độc lập, tự do cho riêng mình và trở thành một quốc gia tự cường. Việt Nam đã khiến bao công sức của triều đình phong kiến Trung Quốc trở thành công không. Nhưng thôi, tạm gác chuyện đó qua một bên, chúng ta hãy tìm hiểu tiếp lý do thứ ba giúp Việt Nam có được sức nặng không tưởng trong lòng các cường quốc hiện nay. Thứ ba là Việt Nam có nền kinh tế phát triển đáng kinh ngạc. Tiếp sau, hai lý do nêu trên tác giả bài viết đã nêu bật lý do thứ ba như sau. Việt Nam hiện nằm trong nhóm các nước nhỏ có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất thế giới. Minh chứng là kể từ khi cải cách và mở cửa đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình của Việt Nam dao động từ 6 đến 7% một năm. Với kết đà hạn này thì trong vòng 30 năm tới,
họ thậm chí sẽ đứng đầu thế giới về sự tăng trưởng kinh tế. Còn ở thời điểm hiện tại thì nền kinh tế Việt Nam có những năm còn tăng trưởng hơn cả Trung Quốc. Họ hiện đang được mệnh danh là một Trung Quốc thứ hai với cơ hội chăn đầy, trở thành công xưởng thu nhỏ hùng mạnh của thế giới. Vì vậy, nhiều chuyên gia dự đoán rằng đến năm 2030, quy mô nền kinh tế của Việt Nam sẽ đứng thứ hai Đông Nam Á. Đồng thời, Việt Nam sẽ bước vào nhóm G20 của thế giới vào năm 2035. Điều này đã khiến cho nhiều người vừa nể phục, vừa kinh ngạc và cũng vừa nể mặt một quốc gia đang dần trở nên giàu có hơn. Có thể thấy những gì mà tác giả vừa nói đã minh chứng cho câu mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Khi mà Việt Nam mới giành độc lập thì vẫn còn nghèo khó. Các quốc gia trên thế giới chỉ nhìn Việt Nam bằng nửa con mắt và tỏ ra khá khinh khỉnh. Thậm chí mà có nhiều cường quốc lúc bấy giờ còn không công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do. Nhưng kể từ khi Việt Nam có sự chuyển mình mạnh mẽ và ngày một trở nên khấm khá hơn, người ta đã bắt đầu tay bắt mặt mừng và trở thành bạn bè thân thiết với đất nước hình chữ S. Chẳng thể mà Việt Nam hiện nay đã trở thành đối tác, làm ăn lớn của vô số các quốc gia lớn nhỏ trên thế giới, bao gồm cả Trung Quốc và Hoa Kỳ, những kẻ đã từng muốn vùi dập Việt Nam tả tươi. Tất nhiên, khi đã có mối quan hệ làm ăn mua bán như thế thì các nước khác làm gì cũng phải rén. Họ ít nhiều cũng phải cân đo đong đếm lợi ích kinh tế của mình khi đưa ra bất kỳ quyết định gì. Nhưng lý do cốt yếu nhất khiến ai ai cũng phải để mặt Việt Nam chính là sự hùng mạnh của quân đội nước nhà. Cụ thể như sau, thứ tư Việt Nam có quân đội mạnh nhất Đông Nam Á. Điều này đã được tác giả bài viết chứng minh từ trong quá khứ cho đến thời điểm hiện tại, cùng với những lập luận sắc bén sau đây. Việt Nam là một trong những quốc gia có quân đội mạnh nhất Đông Nam Á. Sức mạnh đó đã từng đánh bại Hoa Kỳ và cũng từng giúp Việt Nam chiếm Lào, Campuchia vào những năm 80. Chỉ trong vòng một tuần lễ, Việt Nam đã đánh bại Pol Pot, kết liễu đối phương rồi tiến sâu vào biên giới Thái Lan. Và đến tận ngày hôm nay, sức mạnh đó vẫn còn nguyên vẹn. Nó không đến từ kho vũ khí hiện đại mà đến từ các chiến lược chiến tranh nhân dân, từ chiến thuật tác chiến xuất sắc có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chiến tranh du kích với chiến tranh phản lực. Về điểm này thì chúng ta nên đính chính cho tác giả rằng, Việt Nam dù có sức mạnh quân sự đáng gầm nhất Đông Nam Á nhưng Việt Nam chưa bao giờ được quân đi xâm lược ai cả. Những cuộc chiến tranh diễn ra tại Lào hay Campuchia đều xuất phát từ sự nhờ cậy của chính phủ nước bạn dành cho Việt Nam mà thôi. Và sự thật đã chứng minh là những gì Việt Nam làm đều hoàn toàn chính nghĩa khi mà chính phủ Lào chân chính đã thuộc với tay nhân dân, khi mà kẻ cầm đầu Pol Pot bị đưa ra xét xử trong phiên tòa luận tội công khai. Qua chăng chỉ có Trung Quốc là hung hăng muốn xâm phạm chủ quyền lãnh thổ trên biển của Việt Nam ở thời điểm hiện tại mà thôi. Và tất nhiên với sự tự cường dân tộc, với sức mạnh quân sự sẵn có và với khối óc thông minh ưu việt, Việt Nam đã nhiều phen khiến Trung Quốc phải quay xe. Thế nên mới có chuyện là dù Trung Quốc có dám càn quấy với Philippines đi chăng nữa thì với Việt Nam Hoa Lục vẫn phải nề mặt vai phần. Nhưng sau tất cả, vẫn còn một lý do nữa khiến Trung Quốc hay Hoa Kỳ phải e dè trước Việt Nam. Vậy đó là gì? Chúng ta sẽ cùng biết tiếp dưới đây nên các bạn đừng vội chuyển kênh nhé! Thứ năm, Việt Nam có sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Mỹ và các quốc gia phương Tây khác cùng với quan điểm trên. Tác giả bài viết Chen Chao Sobu cho rằng, Việt Nam hiện nay đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của các cường quốc trên thế giới, nhất là Hoa Kỳ và các nước phương Tây. Họ xem Việt Nam là một con át chủ bài quan trọng trong ván cờ địa chính trị của mình và trong kế hoạch bao vây cô lập Trung Quốc. Họ muốn thu hút và ve vãn Việt Nam để biến nước này thành một tiền đồn chống Trung Quốc vì họ đã nhận ra rằng Việt Nam là quốc gia duy nhất tại Đông Nam Á, luôn dám đối đầu với Trung Quốc trên nhiều mặt trận, đặc biệt là trên mặt trận Biển Đông suốt thập kỷ qua. Theo đó, các nước đã chữa lành vết thương chiến tranh cho Việt Nam và tạo điều kiện để Việt Nam phát triển kinh tế, chính trị, luật an ninh quốc phòng, bao gồm cả việc ban hành lệnh hạn chế giao thương đầu tư vào Trung Quốc để khuyến khích các doanh nghiệp giao thương và đầu tư vào Việt Nam. Họ đã và đang ủng hộ Việt Nam bước lên vũ đài của những tổ chức toàn cầu như Hội đồng Nhân quyền và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nó đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Tất nhiên, trước sự lôi kéo của Hoa Kỳ, Việt Nam cũng đã nhận được sự quan tâm của Trung Quốc, nhưng thay vì trả đũa hay cấm vận Việt Nam, Trung Quốc lại vừa đấm vừa xoa và vừa đưa ra nhiều lợi ích kinh tế để hấp dẫn Việt Nam cũng như để nước này không rơi vào tay của Mỹ. Và đây cũng chính là những gì đang diễn ra ở thời điểm hiện tại khi mà Việt Nam luôn được các nước lớn săn đón suốt thời gian qua. Trong khi các quan chức Hoa Kỳ liên tục đến thăm Việt Nam và đề nghị nâng cấp mối quan hệ lên tầm cao mới, thì Trung Quốc cũng thường xuyên đến Việt Nam với những lời mời viếng thăm nồng nhiệt để thắt chặt mối quan hệ ban rào. Thiện mỹ Việt Nam nên tiếp tục phát huy sức mạnh tổng thể mà mình đang có để tiếp tục nâng tầm vị thế trên trường quốc tế. Qua đó, Việt Nam sẽ tìm kiếm được lợi ích cao nhất cho quốc gia trước cuộc chiến khốc liệt của các nước lớn hiện nay. Còn bạn có nghĩ như thế không? Hãy vui lòng comment ngay xuống phía dưới nhé! Các bạn cũng đừng quên nhấn nút like, share,
subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ và theo dõi thêm các video clip hấp dẫn trên kênh nhé.